thôi Google mà, cho nên ở đây nó có một cái điều kiện cực kỳ dễ hiểu là phải có internet thì nó mới giúp được vậy đó. Rồi ở đây thì nó lại đủ chức năng của cái chuyện đó, nó có thể để có thể bên đi, có thể là dùng cái instrument để Ủa thật, đó. mình copy HTML về mình bát vô luôn, mình không có cần để nó trong bất kỳ cái thẻ nào luôn, cũng được bây giờ. Thật sự thì khi mà mình copy về mình thấy là chính xác hơn, đó là để đây phải mà. Đó, đó là những cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Thứ hai là sau này á, đó là để phục vụ cho cái việc mà định dạng bài trí cho nó hiệu quả thì chúng ta thực sự là sẽ đưa nó vào trong thẻ VIP. Thế thì ra để lại cũng được, nhưng mà sau này mình sẽ đưa nó vào cái thẻ VIP và chúng ta đang thì chúng bây giờ thì nó phần 15, 16 là nói về thẻ VIP, thẻ Spend thẻ VIP. Cái đó là trên Google có bản đồ sẵn không, nhưng mà nó không có bản đồ. Không có bản đồ, ý của Thành là nếu không có bản đồ thì sao? Đó là mình dùng một cái bản đồ nào đó của mình. Thật sự thì hiện giờ gần như là chưa có, tức là bất kỳ ai mà người ta làm trang web là người ta kiểu là tự dựng ra cái bản đồ. Có thể là có một vài cái trang nó cũng tự đi theo hướng đó, ví dụ như là tôi nhớ những cái trang địa điểm của Google. Có thể là trên toàn thế giới là gọi là hơn 80-90%, thậm chí hơn 90% là hầu như là ai cũng dùng bản đồ Google rồi, không có ai mà gọi là tự xây dựng cái bản đồ mỗi chi. Không tìm được đúng không ạ? Không tìm được đó thì một đó là cái thời gian sau đó thì sẽ thấy rằng là Google hoặc là các bản đồ đó. Có nghĩa là cái căn bản vấn đề mà Thanh đặt ra là hiện giờ thực sự mà nói thì trước giờ tôi cũng chưa từng có nghĩa là nghe ai nói đến là bây giờ thôi về cái bản đồ Google đi mà sử dụng cái bản đồ khác. Có nghĩa là gần như bản đồ Google nó là cái công cụ mà nó gần như là thống trị, nghĩa là hơn 90% là người dùng người ta dùng cái đó. Tất nhiên mình có một vài cái bản đồ ví dụ như từ sản phẩm của Apple hay là thì hầu như cái đó tính người sáng là nó là thiểu số, thì còn gần như là cứ 100 người là hết 9 mấy người đã xài Google, xài bản đồ Google. Nếu mà mình không xài bản đồ Google thì mình xài bản đồ gì vậy? Có nghĩa là cái vấn đề đó thành đặt ra thì có thể nói là hầu như chưa ai nghĩ đến là tự dựng cái bản đồ của riêng mình này. Cho nên mình nhúng, mình cứ nói nhúng bản đồ Google. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới là gần như mình phải cái việc của Google rất là nhiều, và cái đó là thực tế, cái đó là nó là sự thật. Đấy. Vừa rồi thì có cái thông tin nói về cái việc là họ lấy từ Facebook, tức là nói rằng là cái việc mà các bạn sử dụng Facebook thì cái thông tin cá nhân của bạn về họ tên rồi giới tính rồi cái tháng năm sinh rồi sở thích thì kia là được Facebook thu thập, sau đó thì có một cái công ty khác nó tìm cách nó chưa vào trong Facebook, nó có thể kêu bạn là lấy được cái phần thông tin đó và tác động ngược trở lại cái phần kêu là một cuộc bầu cử của Mỹ, đúng không? Nhưng mà sau đó có một cái gọi là cái nguồn thông tin khác, một quan điểm khác nói rằng là thật sự trước giờ khi mà mình sử dụng Google, xài Gmail, mình vào Google tìm kiếm rồi mình làm cái gì bản đồ thì Google không có thu thập thông tin cũng không kém gì Facebook, thậm chí còn nhiều hơn, đúng không? Và cái đó hiện giờ là trên còn viên toàn cầu thì người ta cứ đặt ra vấn đề đó, chứ thực ra người ta cũng chưa có cái gọi là cái hướng thì có thể là một ai đó nói rằng là nếu như cuộc sống của tôi không có Google thì làm sao, thì người ta nói rằng tôi cũng chưa biết làm sao. Hiểu không? Có nghĩa là hiện giờ chúng ta đây nếu mà ngoài chuyện xã hội gì đến công nghệ thôi, về công nghệ thông tin, thì nếu mà chúng ta nói về công nghệ thông tin là làm đó là thế nào, bạn phải đi và là phụ thuộc vào cái bộ thì đó là chuyện đương nhiên, gần như là không giờ đó. Đấy. Tiếp tục, cho nên là sử dụng bản đồ Google đó là một phần cũng như con đường phải mặt này. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái nội dung nói về thẻ xử lý âm thanh và hình ảnh. Chúng ta hình ảnh là như sao? Là cái này là đồ hình ảnh phát phải thẻ tạo ra này. Tức là trong đó nó có một bài nhạc với một cái bài video để chúng ta test. Như vậy thì tôi có video một video để biết.
Rồi. Sau đó tạo ra thêm một video như vậy thì các bạn nhìn thấy là tôi có một cái tập tin âm thanh trong đây angio.mp3. Như vậy bây giờ tôi sẽ đưa cái này một. Thì nó cũng giống như hình ảnh vậy đó. Tôi tính của nó sẽ là chữ sọc. Đó. Và cũng liên hệ đến cái tập tin âm thanh. Đầu tiên là tên thêm một trước. Sau đó là tên cái tập tin. Mình có thể đây mình lấy tên tập tin cho nó nhanh chóng và tiện lợi. Sau đó chúng ta sẽ bắt chấm cái người qua. Làm xong, lưu xong, em làm lại thì chúng ta không nhìn thấy gì hết vì âm thanh không phải là để nhìn thấy, âm thanh là để nghe. Nhưng mà thực sự là sao? Rõ ràng nếu mà để nghe thì nãy giờ mình cũng không có thấy nghe, có thể có lo thử có nghe không? Rõ ràng là không. Thì quay trở lại là tại vì không có nút để chúng ta thấy. Bình thường nó chưa có play sẵn rồi. Cho nên ít nhất là mình không nghe âm thanh được, mình không nhìn thấy âm thanh được, nhưng mà mình phải có nút, mình nhìn thấy được cái nút này mình bấm play pause. Thì như vậy cái thẻ sẽ có một cái thuộc tính, đó là attribute này. Cái thuộc tính nó gọi là thuộc tính còn Jones OS. Và cái thuộc tính dạng này thì nó cho phép gõ thêm cái thành phần là gì, tức là không cần dấu phẩm. Đó là vừa rồi chúng ta thấy rằng là có học mấy cái bài kia thì thấy rằng là thuộc tính bao giờ nó không đi thành đi kèm với lại cái chuyện là có dấu phẩm, có giống như rồi điều kiện của thuộc tính còn Jones thì không cần phẩm. Hay là chúng ta thể gõ như vậy người, sau đó lưu, sau đó em nằm. Thì các bạn thấy là xuất hiện ra cái nút play của lại pause thì chúng ta nhìn như nút play pause. Rồi thế là sẽ làm cái tập tin âm thanh con giới hạn về lưu lượng này. Tập tin âm thanh nó giới hạn về thời lượng thì bao nhiêu phút được? Bao nhiêu phút, bao nhiêu giây thì ra hiện giờ không có giới hạn đó. Và nếu mà nói về cái chuyện mà kilobyte tập tin đó thì cực kỳ đơn giản là gì? Tức là tập tin mà nó càng nặng thì cái quá trình người ta vào cái trang web của mình, người ta chờ nghe nhạc càng lâu. Đơn giản vậy thôi. Tức là mình đổi thì sau này mới học đến cái phần JavaScript thì mới đổi được. Và cái là mình dùng cái thuộc tính còn DOS ở đây thì nó dùng cái mặc định của trình duyệt. Còn nếu mà không tự đổi thêm mình thì mình phải có học thêm cái phần về mặc định JavaScript. Thì lúc đó mình đổi rồi mình viết code cho nó để nó đổi cho mình. Như vậy đó là cái demo về âm thanh. Và đó là nó hết demo về âm thanh thì demo về video thì nó cũng gần tương tự. Chúng ta sẽ có thể audio thì cái tiếp theo sẽ là thể video. Cái bài thì đó là tôi có đi cái tiêu đề xuống để demo. Đây là video và có thể copy luôn cả cái này và chỉ dùng sửa lại. Tại vì là thẻ là thẻ audio thì bây giờ là thẻ video và cũng có thuộc tính control. Nhưng mà thay vì cái tập tin âm thanh thì MP3 thì cái tập tin âm thanh video mà nó phổ biến nó là tập tin MP4. Như vậy tôi sẽ có cái tập tin video này để demo. Đây là MP4 và sau đó là lưu và sau đó test. Thì rõ ràng là cái nút play pause. Nhưng mà chạy thì cũng nên xem được luôn. Nhưng mà đúng rồi, thì các bạn thấy rằng là so với lại âm thanh thì video nó sẽ có một cái tính chất mà âm thanh có, đó là cái vấn đề về cái kích thước rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Thì rõ ràng giờ nó cũng khá là giống như câu quá. Mình muốn chỉnh lại thì tính của nó sẽ là như sao. Đó là cái này cũng vậy thôi, đó là một cái biện pháp về kiểu là nhanh chóng tạm thời chúng ta chỉnh vô. Chứ còn là sau này muốn nếu mà trường hợp mình muốn chỉnh một cách kiểu là nó hợp lý và nó tốt hơn thì chúng ta sẽ dùng cái học tiếp theo đó là sử dụng CSS. Thì cái thuộc tính về chiều rộng chúng ta sẽ là cái chữ width nha, và thuộc tính về chiều cao đó là chữ 2, và chúng ta gọi con số và một cách dễ hiểu nhất nó giống như hình ảnh vậy đó. Tức là khi mà chuyển qua lại cái phần Windows Explorer, các bạn chọn cái tập tin video thì các bạn có thể ở phần nào đó nhìn thấy được cái thông tin về chiều rộng và chiều cao đó. Giống như hình vậy. Thì giờ nó đang còn khoảng 0.7. Cho nên nó muốn đưa về cái tình trạng của cái video đó, ví dụ như chiếu vào một đường thì giảm tỷ lệ nó xuống và giảm cái kích thước của nó xuống thì tôi lấy hai con số đó tôi chia đôi. Như vậy thì còn hai tấm thông chia đôi đó là 640 và cái chiều cao chia đôi thì là 360, tương tự là cháu một hàng sau đó cũng có thể sau đó là luôn. Thì như vậy chúng ta sẽ view được cái video ở tình trạng là một đường ở sau cái đó. Bảy lên để sai lên chi cha đó. Để mô là như vậy nha. Còn khi mà qua thực hành thì bạn là chúng ta có cái gọi là tập tin theo bài bốn hay là tập tin theo bài bài khác thì các bạn cứ lựa chọn. Như vậy đó là phần để mô âm thanh và video. Rồi tiếp tục ha. Rồi chúng ta sẽ qua cái nội dung tiếp theo, đó là nói về 115, 116 để giải thích cho cái thẻ điếp. Và lại thẻ span. Ý nghĩa của nó là giải thích cho bạn như sau. Tức là cái phần 115 các bạn thấy là ghi cái nội dung ghi lại giải thích. Tức là chúng ta chỉ nói về phần thẻ, phần demo thì mình cũng có thể làm thử.
rồi sau đây mình thấy cái chuyện như này. Đầu tiên là trước khi giải thích cái đó thì chúng ta làm một cái trang web mà sau này chúng ta muốn giống như là làm cho nó tốt, nó chuẩn này. Không chỉ dừng lại ở cái kết quả là gọi là nó hiển thị được đúng theo ý mình trong trình duyệt, mà nó còn phải xử lý cái phần code làm sao cho nó hợp lý, nó tốt đúng. Thì chúng ta sẽ phải xem xét cái vấn đề này. Cái này tôi được đem qua là giải thích trên mạng luôn. Chúng ta cái này lúc ban đầu á, tức là nếu mà trường hợp mới vừa làm trang web thì cái này nó có thể là tạm thời chưa có hiểu một cách kêu bằng là trọn vẹn 100%, đó là mình cứ theo thời gian mình làm dần dần làm nhiều, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu quen dần với cái vấn đề đặt ra là khi mình làm trang web thì cái chuyện mình đang phải xử lý nó là câu hỏi liên quan đến cấu trúc thông tin hay là câu hỏi về định dạng. Đây để mọi thứ là đây. Đó là khi đặt câu hỏi như vậy, cái câu hỏi đó nó có thể thuộc về cái gì gọi là theo kiểu structure hoặc là information đúng không? Hoặc là cái câu hỏi đó nó liên quan đến vấn đề về format. Ví dụ bây giờ đặt câu hỏi thử này. Có bao nhiêu cái bệ phẩm? Đó là có bao nhiêu đặc quan đúng không? Thì rõ ràng là có bao nhiêu đặc quan nó là câu hỏi nó thuộc tới về cái chuyện cấu trúc. Cái trang web của mình có bao nhiêu đặc quan? Có bao nhiêu cái đề mục heading, có bao nhiêu cái danh sách. Đấy, nó không nói gì về cái gì mà danh sách đó sẽ là kêu bằng là nằm trái hay là nằm phải hay là nhảy lệ gì đó, hoặc là cái đoạn văn đó của mình nó chữ to hay chữ nhỏ, đúng không? Rõ ràng các bạn nếu mà có hỏi khác các cái đoạn văn đó hay, đó là đoạn văn mà chúng ta đưa vô đó, đúng không? Thì nó cắt nhau nhiều hết. Đấy, cụ thể ở đây là nó mới nói về cái chuyện lệ sau này học kỹ hơn là lệ ngoài. Cho vậy chúng ta thấy rằng là khi đặt một cái câu hỏi mà chúng ta đang gặp phải thì phải coi câu hỏi đó thuộc về cái phần cấu trúc, cái phần thông tin hay là câu hỏi đó thuộc về cái phần gọi là format, đúng không? Màu chữ này, màu nền này, co chữ này, đúng không? Khoảng cách lệ và những thứ khác thì rõ ràng khi mình xác định cái tính chất của vấn đề đó rõ ràng là về phần format. Thế thì cái phần format này đây thì nó sẽ được nhiệm vụ của bên gọi là CNS mà mình chuẩn bị học ở phần thứ hai đi, đúng không? Còn ở phần HTML structure ở đây, nó là HTML này. Đấy, thì nó đảm nhiệm cái nhiệm vụ gọi là coi là cái cấu trúc thông tin. Do vậy thì hồi nãy mình làm từ cái phần bản đồ cũng như là bây giờ có ngay trên cái phần bên dưới các bạn nhìn thấy cái phần video, đúng không? Nó có hai tính chất là cái chiều rộng chiều cao đáng lý là cũng do CNS xử lý. Đó. Là mình chưa học cái phần đó cho nên tôi tạm thời xử lý nó trong cái thể video luôn. Đấy. Chiều rộng chiều cao cũng được hiểu rằng là từ phần format. Cái viền của chúng ta đó là chúng ta có làm cái bản đồ và làm cái bản biểu đó. Chúng ta muốn cái viền nó là dày hay mỏng, cái viền nó nào gì cũng thì nó cũng nằm ở bên cái phần format. Chúng ta sẽ phải xử lý bằng CSS. Thế thì giải thích nó xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà quay trở lại các dòng giải thích cho cái gì mà là thể tích span thì gần như là nó sẽ nằm ở bên phía bên trái, ý nghĩa là như vậy. Đó là chúng ta dùng cái thể tích để mục đích là tạo ra một cái vùng thông tin đó. Và cái vùng thông tin đó thậm chí là có thể là gì, tức là nó phụ trách cái nội dung thông tin về cái gì là sau này mình mới quyết định được, chứ còn thực ra cái có tiếp thì chỉ nói là vùng, có thể là cái đó là cái vùng thông tin khuyến mãi, có thể là cái vùng thông tin là tin mới, có thể là cái vùng thông tin về ví dụ như thông tin địa chỉ liên hệ đó. Thì cái sau này mình mới quyết định nó luôn, hoặc là cần thêm một tên cả làm. Nhưng mà trước mắt thì cái thể tiết ở đây nó là tạo ra một cái vùng thông tin, cái từ viết tắt của nó là từ tiếng Anh là division. Cái thứ hai là thẻ span, thì mình dùng để làm nó không bị gọi là cô lập, tức là mình tách ra cô lập một cái từ hay là một cái cụm từ ở đó, thì cái thường và cái nhiệm vụ của nó chính là vậy. Vậy à. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái thẻ kêu bằng là header. Bữa trước mới vừa học xong thì mình thấy rằng là có thẻ head, nhưng mà thẻ head thì nó chỉ chứa thông tin có tính chất mô tả, nó không có hiển thị, đúng không? Gần như là ngoài những cái thẻ thôi, nó hiển thị trên chỗ tiêu đề thôi, còn những gì đưa vào thẻ này thì nó hiển thị. Nhưng mà thẻ header thì là hiển thị thực sự, và nó là nội dung để hiểu rằng là phần trên hay là phần đầu của một cái trang web, phần ở trên cùng của cái trang web. Như vậy đó là ý nghĩa là tại sao chúng ta đưa vào header. Và cái header này khi mà chúng ta làm và viết cái phần mà có vào thì thực sự là nó là chui vào body, tức là trong cái thẻ chúng ta
chưa vào trong body. Còn cái thẻ khác mà nó không có chữ gọi là không có thẻ đơn thì thực sự các bạn thấy nó đang nằm ở phía trên của body. Rồi tiếp tục, đó là có header thì chúng ta sẽ có thẻ footer, là phần có thể được hiểu là ở phần dưới hay là cuối của một cái trang web. Và ở đây người trước hình như cũng có nói chuyện là chúng ta không có thể foot và chúng ta có thể footer. Đó là chúng ta dùng footer cho một cái tập. Tiếp theo các bạn có thể là article, section, vnv thì giải thích cho nó là như thế này. Article từ tiếng Anh của nó là hiểu là bài viết, đó. Và cái này là khi mà chúng ta làm một cái ví dụ minh họa là gì, tức là một cái bài tin ở đó, một cái trang web tin tức, đúng không? Thì nguyên cả một cái bài tin nội dung chi tiết đó là chúng ta sẽ đưa cho là một cái article. Trong khi là cái bài tin đó có thể chia làm nhiều phần, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái hàng section để ngăn cách các phần đó đây. Đấy. Có chỗ mà ta là ở phía dưới thì nhiều bạn thì không ra thì tôi đi trên nhé. Môi cái phần cái đẹp cổ này nhé. Để tôi ghi lại trên cầu đi. Nó là phía dưới các vị tình trạng là do cái màn hình nó chia ra. Article là một cái bài viết hay là một cái bài tin rồi đó. Nếu mà nó là trang tin rất là dễ hiểu nhất, thì sau đó người ta sẽ dùng cụm từ là trang tin rất là dễ hiểu. Section là các cái phần trong một cái article. Thường thường là vậy. Tất nhiên nó sẽ có những cái tình huống sử dụng kiểu khác, nhưng mà thường là vậy. Và NAV là viết tắt cái chữ Navigation, tức là chúng ta dùng cho cái mục đích là menu. Chữ Navigation và nó đồng nghĩa, nó gần nghĩa với lại cái việc là cái hệ thống menu của cái trang. Như vậy chúng ta còn ba thể loại. Để cho dễ hiểu thì các bạn có thể giúp cho anh xài là kiểu như thế này. Article đó là cái bài đồng văn và section đó là phần mở bài lên bài kết luận cho một cái bài đồng văn, đúng không? Bài đồng văn nếu mà chỉ dùng thì ta dùng cả section. Thế thì sau khi giải thích xong thì chúng ta thấy rằng là gần như hai cái phần 15, 16 đó nó sẽ là trả lời cho bên trả lời cho cái phần về HTML, trả lời cho cái câu hỏi về cấu trúc về thông tin, đúng không? Chứ nó không thể nói gì về cái định dạng. Cho nên bây giờ tôi để mọi thử rồi sẽ thấy khi mình đưa vô một cái thẻ disk thì gần như cái quả hiển thị ra nó sẽ không khác gì với một thẻ lời mời, đó. Nó hơn tất nhiên nó sẽ có điểm khác là có thể phần này, nhưng mà nhìn sơ qua thì mình thấy rằng là mình dùng thẻ lời mở nó cũng vậy, mà thẻ disk nó cũng vậy. Tại vì sao? Tại vì nó chưa có những thêm biến cố định dạng được. Rồi chúng ta sẽ xem demo ấy. Đó là cái phần giải thích về trên mạng tôi về cái lý thuyết. Bây giờ chúng ta làm cái demo. Dạ. Rồi chúng ta bây giờ sẽ load này, thực hiện cái việc là lấy cái file để lên trang. Đó là cái thứ ba là cái là demo để lý thuyết. Bạn thấy không hiểu? Đó là cái đó demo hết những cái từ rồi như này. Đó là file nó vào bạn có thể tiếp mở cái góc và chia ngang nó bằng một cái nội dung, và nội dung đó ví dụ như mình đang cần cái nội dung tin tức chữ nhiều thì tôi có thể dùng nội tạm, đó là đi đến một cái trang tin tức ở đấy và khi bạn là chọn thì bạn có thể lên tin ở bất kỳ copy ví dụ như bạn vào bốn cái dòng chữ đây cũng như là cái cách mà các bạn nên gọi là xử lý tiếp theo, tại vì là chúng ta dùng những cái nội dung mảng nhỏ như là nội dung, nội dung này nó tốt hơn là nội dung, tại vì thứ nhất là bằng tiếng Việt, thứ hai nữa là nó đẹp hợp lý là mình đang làm bài một cái trang web về tin tức thì chúng ta cần kiểm được thông tin. Như vậy tôi sẽ dán nó vào trong giữa thẻ mở, thẻ disk mở, thẻ disk đóng, đúng không? Làm xong này, lưu xong này, đúng không? Sau đó view thử kết quả. Thì như là có đề cập nha. Chúng ta chỉ gọi là cái bạn là xử lý ra cái trang HTML thì các bạn rõ ràng nhìn kết quả, đúng không? Nếu cần nhìn các bạn nhìn. Đấy. Nhìn vô kết quả là không hề có cái chỗ nào để xác định được rằng là chỗ nó đang là như bạn là xử lý thẻ disk hay thẻ mê phở, đúng không? Đó là nếu mà trường hợp chúng ta dùng cái thẻ mê phở, chúng ta đưa cái nội dung logo thì nó hiển thị gần giống vậy. Đấy, bữa trước mình làm từ cái đoạn văn rồi. Cho nên là sao đang muốn nói rằng là nếu mình dùng thẻ disk không thôi đó, thì nó không có cái yếu tố gì nói về cái chuyện định dạng. Đó, ví dụ như bây giờ tôi đặt cái hỏi khác này, tức là thay vì là có một cái vùng tin như thế, thì tôi muốn cái vùng tin đó nó sẽ có một cái màu nền nào đó, màu nền xanh đỏ tím vàng vậy, đúng không?
Cái chuyện thứ hai là cái nguồn tin đó nó sẽ rộng, là thay vì là nó rộng hết cỡ cái trang thì nó rộng còn có ví dụ như 400 cái sổ. Thì như vậy các bạn thấy rằng là vấn đề tôi đặt ra thì bắt đầu nó chui qua cái cột bên phải, đó, có cái lô bên phải. Thì bây giờ tôi làm nhanh để các bạn thấy được cái chuyện đó. Cái này làm nhanh thôi, tại vì chúng ta chưa có học, chuẩn bị cho học học luôn đó. Là bây giờ để mua nhanh thì chúng ta thấy được. Sau đó chúng ta chuẩn bị học luôn qua cái phần hai bên đầu. Hai cái xử lý của nó là như sau. Đó là xử lý cho cái phần mà là định dạng thì chúng ta sẽ có cái như này, các bạn không cần ghi đâu, cái đó mình sẽ có cái phần ghi đầy đủ rồi. Mình có thể cộng thêm cái số là về màu nền này, light blue, chiều rộng này, ví dụ như là 30 pixel. Đó là có thêm cái yếu tố này thì nó mới chính là trả lời cho cái cột bên phải. Đó, phía dưới thì chỉ là nói rằng có cái vùng, nhưng mà cái vùng đó nó có màu nền gì, nó có chiều rộng bao nhiêu thì bây giờ nó mới phản ánh ra. Thế thì như vậy thì cái phần này đây nó chính là cột bên phải này, nó là phần CSS mà chúng ta dùng để học tiếp theo. Thế thì một lần nữa là như thằng Tâm biết, đó là cái khối này, đó, cái bây giờ tập là tôi sẽ cắt đi, nó là không khó. Đó, chắc nó được rồi thì dán lại vô. Còn the next luôn, chúng ta thấy rằng là khối clip, nó chỉ là khối clip mà. Tức là nói rằng là có một cái vùng thông tin, còn cái vùng thông tin đó nó xanh đỏ tím vàng, cái coi chữ thế nào hay màu nền gì đọc bao nhiêu luôn thì đều là chưa có xử lý, mà nó là nhiệm vụ của CSS. Thì cái chuyện này là nãy giờ nói nó hơi chậm, cũng như nói đi nói lại là tại vì nó quan trọng. Tức là khi mà chúng ta xử lý một trang web, chúng ta phải xác định coi là đó là cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó, nó thuộc về phần format hay là thuộc về phần thông tin. Đó, nếu mà thông tin không thôi thì mình thấy rằng là xử lý trong phần HTML. Còn có thêm cái yếu tố định dạng thì mình phải có thêm cái phần xử lý định dạng như thế này vào. Đó, cái đọc này. Đây, là cái phần này. Và cái lập tức là thay vì chúng ta theo tiến độ học ấy, chúng ta sẽ học qua cái phần gọi là phần 17 ấy. Thì cái phần 17 đó tạm thời để lại đây. Đấy, thế phần nó cũng có. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua cái phần 2 cái đầu chính là giải thích trình bày. Đó là nội dung học về CSS cơ bản đầu tiên. Đó. Còn cái ví dụ vừa rồi các bạn thấy nó chỉ là một cái giả thích demo cho cái nghĩa của thầy biết thầy expand này đi. Rồi làm thêm một cái nữa để chúng ta giống như hiểu tốt cái nền tảng chuyện đó luôn trước khi chuyện có phần hai. Đó là trong đây chẳng hạn như tôi chọn cái từ hay là giáo viên, đúng không? Tức là các bạn thấy là có tất cả một cái cụm tới ba dòng chữ, đúng không? Thì như vậy tôi sẽ chọn cái chữ giáo viên ra là từ mở. Đó là theo đúng ý nghĩa theo tinh thần này, đó là cái này là expand, đúng không? Và chúng ta sẽ có thể expand không? Đấy. Thế thì cái phần mà tôi mới vừa làm xong á, nó chỉ nói rằng là gì? Cái chữ giáo viên bây giờ đã được tách ra so với lại cái phần nội dung còn lại, đúng không? Không nghĩa là nó cô lập đó, nó sẽ giống như là biến thành một cái cụm từ đặc biệt, đúng không? Nhưng mà cái cụm từ đặc biệt đó nó có cái gì là nó có cái gì về định dạng hay không, tức là nó có chữ nghiêm hay không, chữ nó to hay không, mà là cái gì không thì rõ ràng là chưa có đâu. Phải làm thêm cái phần CSS thì nó mới có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái dòng như thế này. Rồi, chúng ta sẽ có thể đèn tiếp tục là làm cái đó như vậy, như là đầu đèn đèn các rào vào rồi. Thì như vậy cái chữ giáo viên của chúng ta các bạn sẽ thấy rằng nó có cái hình vàng là vì nó có thêm cái phần gì rồi, ý nghĩa của nó là vậy. Rồi, đó là phần này thì thực ra chưa được ghi đâu nhé. Chúng ta sẽ phải làm tất chuyển qua các phần học số 2 tập đó chính là cần ghi đây, CSS các bạn. Rồi các bạn ghi những gì cần ghi trên cái bảng nha. Và sau đó bây giờ tôi sẽ mang bảng đi và kêu bạn nào viết việc mới. Thế là các bạn đã chút xíu tôi đi tìm cái kênh viết là nó sẽ tập một phần. Thì bây giờ,